Dạ, Cường xin bánh chào tất cả những anh chị fan hâm mộ đua ghe ngò. Thì hôm nay mình cũng ra để cập trực chiếc ghe ngò chùa Sơn Ke thử tốc độ như thế nào. Ngày hôm qua thì ghe ngò chùa Sơn Ke cũng hạ thủy ha. Dạ, với hình ảnh cả nhà mình ở đây là chiếc ghe ngò chùa Sơn Ke sẽ thi đấu ha. Thì chiếc ghe ngò này là chiếc ghe ngò cũng như sửa lại. Cường nhìn ở xa xa cũng ghe rất là nổi nha cả nhà, nổi hơn so những cái ghe khác nha. Thì bây giờ mình mời cả nhà mình coi như là theo dõi các vận động viên sẽ thử tốc độ như thế nào cả nhà. Chiếc ghe ngò này nhìn rất là khí thế, nhìn rất là mạnh mẽ cả nhà. Cái đuôi là rất là cao nha, cả nhà thấy không, mặt nước nổi rất là cao. Đó, cái đuôi nó cao hơn so những ghe khác. Thứ hai nữa là nhìn cái be ở phần ở giữa đó cả nhà thấy không, nó nổi có khoảng 2 tấc mấy á. Còn ở phía trước là cái đầu ghe đó, cái đầu ghe cả nhà. Rồi, đây là những màn đề ba của vận động viên Sơn Ke cả nhà. Đi rất là vững nha. Nói chung ghe nhìn rất là vững luôn đó nha. Đó, cả nhà thấy không? Thì buổi sáng hôm nay là chỉ thử riềng câu thôi cả nhà. Nhưng mà mình chỉ quay cho cả nhà mình đây là những cái màn thử cây cần câu thôi ha, còn như màn nước rút đường dài này kia mình chưa bay được nữa cả nhà. Rất là đẹp ha. Rất là đẹp ha cả nhà ơi. Phải nói thì Sơn Ke là lực lượng năm nay cũng rất là mạnh so với những năm trước, đặc biệt đó là những màn thể lực như thế nhà. Đây. Nói chung bơi thường thấy rất là đi nha cả nhà ơi. Tiếp tục nha cả nhà. Đó. Đây là những màn nước rút nha. Wow, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Anh em nói chung anh em là rất là quyết liệt nha. Đó, bây giờ tiếp tục thử cần câu nữa cả nhà. Thì thử nào đúng rồi thôi ha. Bây giờ anh em cũng
di chuyển về để cuộc đi tàu như này. Chiếc ghe khá là phong độ cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, cả nhà thấy không, rất là đẹp cả nhà. Mình sẽ cố gắng quay cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Thì bữa nay cũng là ngày thứ hai rồi, cũng hết tuần này có thể là thi đấu. Tuần này thi đấu là nghe nói là thứ bảy nhật, cái ngày chính thức là ngày thứ hai gì đó cả nhà. Rất là đẹp luôn ha cả nhà. Họ đi bệnh cũng rất là đông này cả nhà. Đó, bây giờ sau khi các vận động viên sẽ di chuyển về phía bên trong để tiếp tục để chỉnh cái hình câu. Thì nói chung hôm nay là chủ yếu là chỉnh cần câu đây cả nhà. Rất là đẹp luôn. Khi mà còn chưa vừa ý đó vô chỉnh phần sau lại nữa. Tốc độ này đi rất là lẹ luôn. Này ghe mới nha. Sân ghe thì năm nay nói chung cái máy này nó bị gì không biết, nó không có nổi bình luận nha, nó ẩn luôn, nổi thiệt, nó ẩn bình luận, người ta bình luận đâu có thấy đâu. Chỉnh rồi cũng vậy à, nó ẩn luôn. Hay luôn hả? Hay câu mới luôn hả? Không ơi, chỉnh là không sai đâu. Sân ghe là hình như là mười mấy cây trường câu á, trường câu á, hay câu mới bạn ơi. Hai con mới rồi. Giờ này cũng nắng rồi mà 1 2 giờ. Giờ này mấy giờ nữa? 1 2 giờ. Thôi quá. Đứng góc đây quay đường anh bển quay không được. Bây giờ là nói chung là thay dàn câu các bạn ha. Ghe ngon xin ghe cùng mới, ghe mới. Thay dàn câu. Bơm hơi luôn nó các bạn. Đâu. Mà chân kia mới hơi nhưng mà hơi. Mày trốn đâu mà kêu. Dạ, xin chào cả nhà mình luôn. Thì sau khi có những cái màn bứt phá mà thử con câu đó cả nhà, thì tạm thời mình sẽ mời cả nhà mình tiếp tục theo dõi video tiếp theo để cập nhật trong buổi chiều hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi rất nhiều nữa cả nhà.